Sàn giao dịch quyền sử dụng đất được kỳ vọng hạn chế tình trạng mua bán nhà trên giấy. Các sản phẩm muốn được giao dịch qua sàn giao dịch quyền sử dụng đất phải có thông tin được niêm yết cụ thể, rõ ràng, với sự kiểm chứng chặt chẽ, đặc biệt là tính pháp lý và công khai giá. Về việc nghiên cứu thành lập sàn giao dịch quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất, hội môi giới bất động sản, bất động sản Việt Nam, VAAS cho biết các bất động sản được giao dịch qua sàn giao dịch bất động sản chủ yếu là các sản phẩm hình thành trong tương lai, chưa có quyền sử dụng đất. Còn quyền sử dụng đất hầu hết vẫn được giao dịch một cách tự do, không kiểm soát trong dân. Trong khi, chính loại sản phẩm này mới chiếm số lượng lớn và giá trị giao dịch cao trên thị trường bất động sản. Điều này vô hình chung trở thành nguồn cơn của rất nhiều hệ lụy, gây nhiễu loạn thị trường. Khiến nhà nước thất thoát thuế việc mua bán quyền sử dụng đất qua sàn giao dịch sẽ hạn chế được tình trạng đẩy giá đối với các cá nhân nhờ tính minh bạch và đồng thời tác động tích cực đến thị trường nghiên cứu thành lập sàn giao dịch quyền sử dụng đất là chủ trương hoàn toàn đúng đắn có tác động tích cực tới thị trường theo vaas sàn giao dịch quyền sử dụng đất sẽ góp phần quản lý giám sát một cách đầy đủ và trọn vẹn hơn thị trường bất động sản thay vì chỉ dừng lại ở sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai và đất nền dự án như hiện tại về bản chất sàn giao dịch quyền sử dụng đất không phải hoàn toàn mới. Nhưng đây là sự bổ sung nhằm quy định và kiểm soát một phần lớn sản phẩm bất động sản bao gồm toàn bộ các phân khúc bất động sản, không chỉ riêng nhà ở đang bị bỏ ngỏ trên thị trường. Bên cạnh đó, các sản phẩm muốn được giao dịch qua sàn giao dịch quyền sử dụng đất phải có thông tin được niêm yết cụ thể, rõ ràng với sự kiểm chứng chặt chẽ. Đặc biệt là tính pháp lý và công khai giá. Đây là căn cứ quan trọng giúp người mua yên tâm để thực hiện giao dịch, tránh tình trạng mua bán nhà trên giấy, hoạt động lừa đảo, thông tin sai sự thật, mua bán nhà hai giá, lũng đoạn giá. Việc kiểm soát một cách chặt chẽ từ khâu đầu vào cùng toàn bộ quá trình giao dịch sẽ góp